thì là nó lại không thành cái u nhá gì cả, nó cứ liên kết nó từ bị tụy này rồi bạch rồi gan thì là không thể mổ được, cho nên họ lại đóng vào và họ thông báo với gia đình là trả ông về, và ông họ cũng nói với gia đình là ông chỉ còn được 2 tuần nữa thôi, về gia đình lo hậu sự đi đấy. Nên là khi mà ông vẫn đang ở đấy, tức là vẫn đang điều trị trong bệnh viện, thì là gia đình lúc đấy là cũng lo lắng quá, không biết làm nào nữa, thì xác định là thôi bây giờ ông như thế thì đưa ông về để lo hậu sự cho ông. Thế nhưng mà may quá lúc đấy thế nào lại có một người ông chữa về cái diện trần này. Thế là lúc đấy thì bảo thôi còn đưa còn tát, cứ đưa ông sang, chẳng biết diện trần là cái gì cả. Lúc đấy cả nhà đều không ai biết diện trần là gì cả, thì cứ đưa ông sang để họ ông ấy chữa xem như nào. Thế thì chỉ trong đó 3 tuần thôi, trước Tết năm 2017 thì mọi người trong cơ quan cũng đã đến thăm ông rồi, thì biết rồi, tức là ông da ông vàng, mắt ông vàng, trông ông rất là yếu. Nhưng mà đúng là trong vòng chỉ 3 tuần thôi, cứ thay đổi hàng ngày, hàng ngày. Hôm nay nhìn thì như này, nhưng mai là da lại mắt lại khác, cũng rất là vi diệu. Cho nên chính vì thế mà tôi rất là thấy nó vi diệu quá, cho nên tôi mới nghiên cứu diện trần. Chứ trước đây đúng là mình không biết một tí gì về diện trần cả. Thế bây giờ ông nói mấy câu với lại mọi người trong lớp con. Xin chào tay. Dạ vâng, xin mời ông. Thưa tất cả các ông, các bác, các cô, tôi cũng như là cháu Huyền đã nói, cũng là người mà được khỏi cái bệnh mà như thế này, là cũng do cái mà các bác đã học cái môn diễn trần. Thế cái cuối năm 17 thì trong cơ thể tôi tự nhiên da vàng mắt vàng, đi giải như nước uống, người ngứa, vào các bệnh viện y học cổ truyền rồi là vào bệnh viện tỉnh. Và sau bệnh viện tỉnh người ta siêu âm, người ta bảo là mật của ông nó giãn, cái đường rất mật. Thế và người ta chỉ định là phải mổ. Cũng là nhờ có người quen ở dưới Việt Đức, tôi được về Việt Đức tôi các bác sĩ trực tiếp mổ. Bác sĩ ở dưới Việt Đức người ta cũng siêu âm, người ta bảo phải mổ. Thế thì tôi nằm ở Việt Đức như thế là đúng 1 tháng. Thì là các bác sĩ mổ cho tôi, thì cái chú phụ mổ cho ông giáo sư ở Việt Giang, chú bảo mật của ông không có sỏi mà cũng không có sỏi bùn, nó có một cái chất keo nó dính. Thế thành ra các ông bảo đây là một cái trường hợp nó đặc biệt. Thì thật tình như lúc bây giờ thì tôi cũng chỉ là cái người mà là bệnh nhân thì thấy chú nói thì biết thế thôi. Được 3 ngày hôm sau khi mổ xong rồi, tôi lại có sự cố phải đi vào cấp cứu. Và cấp cứu mất 2 ngày. Cấp cứu mất 2 ngày thì khi mà ra thì các bác sĩ lại cho một cái máy nó can thiệp, tức là chọc một cái nốt ở bên cạnh sườn tôi vào cái đường dẫn mật và đưa một cái vòi ra một cái ống là chạy cái chai làm gì. Thế thì nằm đấy thì đúng là 1 tháng và hao mất 14 cân thịt. Người gầy yếu lắm, đi cứ phải 2 chỗ nặng, 2 người dìu 2 bên mới đi. Thế sau khi được 1 tháng thì bệnh viện thì tôi cho ra viện. Cũng may làm sao mà lại gặp được một thầy chữa về điện trần này. Thế thì thầy chữa điện trần thì lúc đầu thầy cũng tác động vào các cái huyệt trên mặt tôi và hơ gương ngải cứu. Thế rồi sáng sao được phát, chỉ thế thôi. Nhưng mà được ngày thứ nhất, ngày thứ hai là mọi người thân của tôi đã có hy vọng, bởi vì nhìn thấy da tôi nó thay đổi, sức khỏe tôi cũng dần dần hồi. Và tôi nằm đấy cái thời gian như là Huyền đã nói là hình như 3 tuần. Thì 3 tuần bắt đầu sức khỏe tôi và da thì tôi khác đi nhiều lắm. Thế nhưng một có một cái điều cảm nhận, cả người thân của tôi, anh em tôi và các cháu của tôi và bản thân tôi thấy rằng rất quý, quý ở cái mắt mình nhìn thấy hiệu quả. Thứ nhất là khi mà cái ống dẫn mật của bệnh viện người ta đưa ra đấy, 2-3 ngày tôi mới phải thay 1 lần cái chai Navi, chỉ độ 2 phần cái chai Navi, 2-3 ngày mới thay 1 lần. Nhưng mà khi mà cái bàn tay của ông thầy tác động vào cái huyệt mặt tôi là cái dịch chảy rất nhanh, cứ ngày 2 lần phải thay cái chai Navi, không thay nhanh thì nó tràn ra. Mà cái đặc biệt nữa
là khi mà ông tác động vào á, tôi không nhìn thấy nằm trên giường, nhưng mà anh em nhà tôi và các cháu nhà tôi nhìn thấy á, là cái gì nước dịch cái chảy ra, nó như là cái chuyển dịch tòng 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 tòng. Khi ông dừng tay thì nó lại dừng, nó dừng là nó chảy chậm. Cho nên tôi thực tình với các bác với các cô chú là tôi cảm thấy trong người tôi nó như các huyền đạo, nó như có cái vang. Khi ông tác động vào cái vang ấy thì vang nó chảy nhanh chảy chậm. Thế được nửa tháng chảy đều đều như thế. Thế gần Tết rồi thì ông thầy cũng về Quảng Bình, về Đà Nẵng, còn tôi thì về Bắc Giang. Đến ngày 25 Tết, tức là 25 tháng Chạp đấy, tự nhiên không thấy chảy hết lắm. Thế ông này tôi nhìn không thấy tí nước nào. Tôi cứ nghĩ bảo có lẽ sao lại thế. Thì nhưng mình tôi lại hình dung bảo nó như cái vang tự động, nó đóng lại. Cũng may làm sao đến ngày hôm sau, đến ngày 26 Tết thì cái ông này ở từ Đà Nẵng ông ra thì ông lại lên cái nhà Huyền. Thế rồi Huyền dẫn đầu với bạn chúng tôi. Và cho tôi thì ông bảo tôi ngồi dậy thì ông mới tác động vào cái Huyền trên mặt tôi. Trong vòng độ 15-20 phút thôi. Thế giờ khi mà trên đường ông về thì đến lúc mà được hơn 2 tiếng tôi nhìn chú ý cai đã được 1/4 nước dịch nó chảy ra rồi. Thế rồi từ mấy cho đến nửa tháng sau, cứ ngày hai thì lần thay cái ông nào dịch à, nó có cái đặc biệt rồi. Thế rồi dịch nó cứ chảy ra tiếp. Thế đến khi hôm như là 10 tháng riêng, tức là 10 Tết, tôi lại tự nhiên thấy nó không chảy ra nữa. Không chảy ra thì lần này nó không giống như lần trước, mà nó là do cái vòi ở đây nó tụt ra. Lúc bây giờ tôi cũng hoang mang, tôi sợ nó tụt ra như thế là cái dịch nó chảy vào bụng. Thế đến ngày 12 tháng riêng thì các cháu nhà tôi mới đưa lên xuống Việt Đức để khám lại thì các bác sĩ ở Việt Đức người ta cũng siêu âm chủ viện kiểm tra ổ bụng, và người ta nói là trong ổ bụng không có dịch, và trong các cái máu và các cái kiểm tra thì nó cũng bình thường. Thế là tôi cũng tin mừng. Thế và sau một tuần nữa thì ông ở Đà Nẵng ông lại ra, thì các cháu nhà tôi lại đưa tôi xuống chữa tiếp một nửa tháng. Thế thành ra từ bấy giờ đã đi, cứ mỗi một lần ông tác động vào người tôi thì cảm thấy cái da rẻ nó thay đổi, nó như cái cây khô mà được tưới nước. Thế rồi thì sức khỏe tôi dần dần hồi phục, tôi ngủ được, ăn được, và đến bây giờ như thế là trọng lượng thân thể tôi đã trở lại như ngày xưa. Và da rẻ, nhiều người thân của tôi về thì gặp ngay vừa rồi về quê, người ta bảo da không bị còn đẹp hơn ngày xưa. Đấy là cái mừng. Thế thực tình nói với các bác và anh em trong nước là tôi rất là thấy cái hiệu quả của cái điện trận này có hiệu quả. Cho nên nói thật các cô chú là cái môn này rất là quý. Cho nên gia đình tôi rất động viên cháu tôi cố gắng mà học về cái trước tiên là chữa cho những người thân trong gia đình mình, đỡ phải đi tìm thầy vất vả mà tốn kém. Nên là đi báo cáo với các ông các bác người này các cô chú là về cái tình hình sức khỏe tôi mà cái hiệu quả của điện trận là như thế. Tôi xin chào.